Hello, xin kính chào quý vị khách hàng. Hôm nay em làm video một, giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm mới. Đây là một trong những sản phẩm mà có mặt đầu tiên tại thị trường luôn. Đó là sàn nhựa vân gỗ mà có độ dày là 12 ly. 12 mm. Nên là vấn đề là cực dày. Sản phẩm này là thay cho các loại sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp. Và nó là một trong những sản phẩm tốt nhất của sàn nhựa ở thị trường bây giờ. Nó rất là dày, nó dày những 12 ly. Ở thị trường á, thì nó chỉ có sàn 3 ly, 4 ly 2 hoặc 5 ly là dày nhất rồi. Mà đây là sàn dày 12 ly. Phủ lớp vân gỗ rất là đẹp. Vân gỗ thì nó có vân liền. Vân liền là nhìn cái vân của nó nguyên một khối. Và thứ hai nữa là vân ghép. Quý vị thấy không? Đấy, cái vân ghép là nó có hai màu trên một thanh mà nó có hai màu khác nhau đó. Nó gọi là vân ghép. Đấy. Nó ghép lại với nhau gọi là vân ghép. Còn những thanh mà bên kia là nó đồng bộ với nhau. Là cùng một cái mảng vân lớn. Nguyên tấm. Đúng như màu vân gỗ tự nhiên. Đấy. Sản phẩm này thì không thể nào chê vào đâu được nữa. Sản phẩm nhựa thì có khả năng gì? Chịu nước, không sợ mới mòn. Đấy. Và đặc biệt là rất ít co ngót, nên là trong quá trình mình sử dụng á, là không sợ bị hở hèm và không gì hết. Phù hợp với lại mọi thời tiết ở Việt Nam. Đấy, độ dày, 12 ly. Rất là đẹp. Nói chung là sử dụng sản phẩm này thì là ngon rồi. Thực sự là phải là người có điều kiện thì mới sử dụng được. Bởi vì hàng dày như này thì chắc chắn là giá thành của nó sẽ cao hơn so với các sản phẩm hiện tại của thị trường. Ở dưới là có sẵn một lớp foam cao su rồi. Nên là trong quá trình thi công á, thì không cần một lớp foam nữa. Và chỉ cần ghép các tấm lại với nhau, các thanh lại với nhau, trở thành tạo nên một cái sàn. Đấy, và cấu tạo của sàn là sàn hèm âm dương, nên là thi công ghép rất là dễ. Và quý vị thấy không, quý vị nhìn cho kỹ này. Ở đây nó có lớp layer màu trắng đó, lớp trắng trong đó. Cái lớp đấy là lớp chống chảy. Lớp chống chảy xước. Và chống mài mòn. Cái lớp này nó có độ dày là 0.5mm. Có nghĩa là rất là dày ở thị trường rồi. Đấy, đây là cái cốt của cái tấm sàn này. Để quý vị xem kỹ. Đây, cái lớp chống chảy rất là ngon lành luôn. Cái lớp trong trong đó, nhìn quý vị nhìn kỹ nó trong trong đó. Đó. Nên quý vị nào có nhu cầu sử dụng hãy liên hệ với công ty với số điện thoại 0948 743274. Và hiện tại bên em mới có 4 màu chính thức nhé. Mới có 4 màu. Đây, quý vị xem catalog và thích màu nào thì chọn với 4 màu hiện tại này. Và 4 màu này là trên thị trường là hay dùng ở Việt Nam mình hay thích những cái màu như này, nên là mới nhập trước về cái lượng hàng này. Quý vị cứ tham khảo để lựa chọn cho mình những cái sàn tốt nhất. Sàn này 12 ly làm cho tất cả mọi công trình, những biệt thự cao cấp hay là những cái khách sạn đang tỏa nhà đi nó rất là chắc chân. Đi nó chắc chân, bởi nó dày thì đi chắc chân, nó không có tiếng lẹt bẹt lẹt bẹt. Đấy, nó dày như vậy nên đi chắc chân. Ok, video mình làm tới đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị cảm thấy video hay, hãy nhấn nút like hoặc nhấn theo dõi để mình sẽ cập nhật những cái video mới nhất. Xin cảm ơn.